Bây giờ thì Hoàng Trưởng sẽ cùng với ban nhạc gửi tiếp đến tất cả quý vị một ca khúc cũng khá là quen thuộc, một sáng tác nhạc ngoại lời Việt của Phạm Trưởng, ca khúc được mang tên Anh mới chính là người em yêu. Xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Em quay trở lại khi em chẳng còn như ngày xưa ấy, thì anh mong em đi em sẽ được như khát vọng, giống như em đã từng đêm ước mong. Rồi cũng sẽ có lúc em buồn em quay trở lại, bên em chẳng còn ai ngoài anh nữa, vì anh tin không ai yêu em như là anh đã yêu. Còn nhớ như thú ta gần đây, giờ người tìm kiếm như năm đứa sao hoa với đời. Đời nhiều xa xôi em biết em trở thành cuộc chơi. Lao đao trong dòng nước cuốn, em ơi em còn nước muốn. Trở về đây anh như sức khi ta cùng chung bước. Tìm là làm lỗi nếu cố sắp trách trong lỗi lầm. Dù gì đi nữa anh vẫn mong em về cùng anh. Cho em bao ngày luyến tiếc, em xa anh rồi mới biết. Có lúc em buồn em quay trở lại, bên em chẳng còn ai ngoài anh nữa, vì anh tin không ai yêu em như là anh đã yêu. Còn nhớ những phút ta gần nhau, giờ người tìm kiếm như năm phút sao hoa với đời. Đời nhiều xa xôi em biết em trở thành cuộc đời. Lao đao trong dòng nước cuốn, em ơi em còn ước muốn. Trở về đây anh như sức khi ta cùng chung bước. Tình là làm lỗi nếu cố sắp trách trong lỗi lầm. Dù gì đi nữa anh vẫn mong em về cùng anh. Cho em bao ngày luyến tiếc, em sai rồi mới biết. Chẳng còn ai nữa em ơi, chính anh là người em yêu. Giờ người tìm kiếm những năm cũ xa hoa với đời. Đời nhiều gian dối em biết em trở thành cuộc chơi. Lao đao trong dòng nước cuốn, em ơi em còn nước cuốn. Trở về đây như sức khi ta cùng chung bước. Tình là làm lỗi nếu có dám chết trong lỗi lầm. Dù gì đi nữa anh vẫn mong em về cùng anh. Cho em bao ngày luyến tiếc, em sai rồi mới biết. Chẳng còn ai nữa em ơi, chính anh là người em yêu. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều.